quay trở lại với Fafu Vlog và mình là Hebe Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái reaction với một nhóm nhạc mà mình nghĩ là bất cứ ai nghe nhạc indie và underground đều thích nhóm này hết. Đó là nhóm Chillies. Ok, mình rất là phấn khích luôn mọi người. Bài đề tên là Em Đừng Khóc. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nha. Hào hứng quá mọi người ơi, hào hứng quá. Mầm cây. Trời ơi, sao giống như ma vậy? Màu còn tối tối nữa chứ mọi người. Piano. Rock. Yeah. Hay quá, hay quá, phối hay quá. Hay quá, hay quá mọi người ơi. Khá là hàng lâm ha. Sorry, mình nhìn hơi sợ bạn này á. Cái bài phối này là mình cảm thấy cái nó rất là hào hùng á. Hà Loan tạo hình nhân vật nữ trong MV này y chang trong phim Câu Chuyện Hai Chị Em của đạo diễn Kim Jae Won á mọi người. Nhìn ám ảnh luôn á, bởi vì nãy giờ coi sợ ma muốn xỉu luôn. Ok mọi người, mình mình vẫn còn wow. Cho mình một giây, mình rất là xúc động khi nghe cái bài này luôn. Mình rất là sorry, rất là xúc động. Ban đầu khi mà mình cho mình một phút ban đầu khi mà mình nghe cái bài này á, mình nghe cái tựa, mình nghĩ là bài này chắc là một bài tình ca nữa, giống cái bài trước, cái
bài trước là bài gì mình quên tên rồi, nhưng mà bài trước thì kiểu khá là cái gì mà con mèo hoang gì giống như con mèo hoang da 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 bài đó, thì mình nghĩ là nó sẽ là một bài tình ca nữa. Mình kiểu hơi chán nhưng mà mình nghĩ là thôi cái đó là cái tùy người ta, mình đâu thể nào mình control được. Nhưng mà mình khi mà mình xem cái bài này mình khá là, ban đầu thì nó đó giống như mình chỉ khen là về hạ âm, về phối khí, về này nọ thôi, nhưng mà tới cái khúc điệp khúc khi mà cái cô gái này hét lên và tất cả mọi thứ vỡ tan và nó có cái sự biến chuyển đó, mình cảm thấy rất là muốn rớt nước mắt. Mình cảm thấy giống như là một cái thông điệp của vũ trụ truyền đến cho con người của chúng ta thông qua một cái bài hát này. Và mình hy vọng là trời, cái giọng mình nó vẫn còn rất là rung. Mình hy vọng là những cái thông điệp từ bài hát này truyền đến tất cả những người đã nghe bài này có thể nhìn được cái thông điệp là chỉ khi con người bước qua nỗi đau thì chúng ta mới trưởng thành. Nếu các bạn có thể nhìn thấy được, có một cái cây ban đầu mình thấy cái cây nó đen thui rồi mình không biết tại sao, thì hóa ra là nó bị đóng đá rồi mọi người. Và khi mà cô này khóc vỡ tan ra trong cái sự uất nghẹn vì đau đớn tình cảm đối với một người nào đó, thì cái cây đó nó mới, thì tất cả mọi thứ xung quanh của cô ấy vỡ ra. Và chúng ta có gì ạ? Chúng ta có cái cây đó, bắt đầu nó vỡ lớp đá bên ngoài ra, nó còn lại cái bản chất bên trong của chúng ta, đó là về tình yêu. Bắt đầu nó mới có thể sinh sôi nảy nở được sinh sôi nảy nở được kể từ khi cô ấy chấp nhận bước qua nỗi đau. Thì cái này nó không phải là một sự mạnh mẽ, mà cái này đó là cơ chế hoạt động của cái, mình đang dùng từ, của cái cuộc sống và cái nỗi đau và cái linh hồn của chúng ta muốn. Chúng ta đến với nhau làm đau nhau để vỡ lẽ ra, để học được những bài học, để đau đớn, bước qua từ những đau đớn, để chúng ta phải có đủ đau thì chúng ta mới có thể trưởng thành được mọi người. Nên là đừng tránh né nỗi đau. Và khi mà cái cô này á vỡ tan ra thì cái cây bắt đầu lớn, có nghĩa là bắt đầu cô ấy đã nhận được gì ạ? Cô ấy đã nhận được ra bản chất thực sự của cuộc sống này, bản chất thực sự của bản thân mình. Và cô ấy đã nhận ra được là mình bắt đầu nên sống vì mình, mình nên chấp nhận thế giới này. Và có dịp tiếp theo là có cái pháo hoa, cô ấy chạy ra khỏi căn phòng tăm tối. Và pháo hoa là gì? Một cái kiểu, một dạng giống như là congratulations của vũ trụ dành cho chúng ta, là chúc mừng bạn đã vừa bước qua một khóa học của chính bản thân bạn. Và cô ấy chạy vào khu rừng đó là bóng đêm rất là đen, tại vì cô ấy vẫn còn đau khổ. Nhưng mà bắt đầu trong những cái rừng cây bụi cỏ, nó có cái sự phát sáng dạ quang đây mọi người. Phát sáng dạ quang, mình để hình ở đây nha. Một cái hình ảnh cực kỳ đẹp, để mọi người biết là mọi người không phải sợ khi bước qua cái nỗi đau nữa. Và cái hình ảnh khi mà mình nhìn thấy cái cây nó lớn á, mình thật sự rất là muốn khóc. Tại vì mình có cảm giác vũ trụ giống như là một người cha, một người mẹ của chúng ta, khi mà họ cũng rất đau đớn. Chúng ta là một những người con của vũ trụ, cho nên khi mà chúng ta đau, họ cũng sẽ là người đau, giống như ba mẹ của mình vậy. Nhưng mà họ chấp nhận để chúng ta lớn. Và mình cảm thấy cái bài này cuối cùng, cái bài Em Đừng Khóc này, nó giống như là một cái lời cổ vũ nhiều hơn là một cái bài tình cảm đôi lứa. Và đây là cái điểm làm cho mình bất ngờ nhất đối với Chilis. Mình không biết là cái hình ảnh rất đẹp mọi người, cái hình ảnh thương hiệu rất đẹp. Ngay từ những khúc đầu mọi người thấy, lúc mà những cái dàn hợp xướng á và ca sĩ hát trên cái mảnh đất rất là cây cối bị chặt đi hết, mình nhìn rất là đau lòng mọi người. Và mình đau ơi là đau luôn, mình thấy cây bị chặt đó mọi người. Nhưng mà sau đó thì khi mà cô gái này vỡ tan ra và hiểu được là bản thân mình xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được trân trọng, bắt đầu lại một cuộc đời mới với một con người mới, với một cái bản sao mới của mình, với một cái nhân vật mới đã được đột xác, thì cây bắt đầu đâm chồi. Có nghĩa là bắt đầu từ lúc đó cô ấy mới biết cái ý thức được á,
là ngừng đốn đi những cái niềm tin của mình nữa. Cái hình ảnh cay chặt đó, nó vừa là cái sự thật là chúng ta đốn cay, nhưng mà nó vừa là cái sự ẩn dụ, có nghĩa là chúng ta suốt cuộc đời chỉ đi tìm, đi chạy theo những cái đi chạy theo những cái bản ngã, những cái điều không có thật, và chúng ta vẫn luôn tin vào cái nhân vật đó và cái sự đau khổ đó, và chúng ta dằn vặt chúng ta. Nhưng chỉ khi chúng ta dám đối diện với sự thật nỗi đau, cho dù sự thật đó nó có là nỗi đau đi chăng nữa, thì chúng ta mới có sự vỡ lẽ ra mọi người. Đây là một cái bài hát mang thông điệp rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những bài mình đã từng nghe của Chilli. Và mặc dù cái melody á, nó không làm cho mình quá ấn tượng, nhưng mà cái thông điệp của bài này á, mình cảm thấy rất là hạnh phúc và ấn tượng. Đặc biệt hơn nữa, mình rất là thích cái cách phối của Chilli đối với những cái dàn nhạc, như là ban đầu mở đầu nó đã là tiếng piano rất là nhẹ nhàng. Mọi người cũng biết piano bình thường nó sẽ mang đến cái sự nhẹ nhàng cho cái người nghe, nhưng mà piano lần này á, nó làm chung với cái bài giao hưởng này á, mình cảm thấy được rất là rõ cái việc là đi chung với lại violin và cello làm cho cái dàn nhạc, cái bài này nó có một cái sự hào hùng, nó có một cái sự đứng lên của một con người đã từng vấp ngã. Và mình rất là cảm ơn Chilli rất là nhiều, cảm ơn cái bạn đã giúp phối ra cái bài này nó trở nên tuyệt vời như vậy. Mình rất là cảm ơn, tại vì các bạn biết không, âm thanh cũng là một dạng tần số rung động để giúp cho chúng ta nhận ra rất rất là nhiều điều. Không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà con người của chúng ta tự nhiên nghe một cái bài hát có thể thức tỉnh, có thể giác ngộ, tại vì chúng ta vẫn nhận được những cái nguồn năng lượng tích cực của mọi người. Thì Em Đừng Khóc là một bài khẳng định 100% đối với mình, là một bài thông điệp của vũ trụ dành cho tất cả loài người chúng ta về việc quá khứ đã qua rồi, đừng nhìn lại, tại vì nó không có ở hiện tại. Tương lai là một điều chưa tới, vậy thì sống phải sống hạnh phúc hết mình, giống như cái đóa hoa rực rỡ, pháo hoa rực rỡ kia trong cái MV này, hoặc là những cái đóa hoa đêm không còn ai thấy đường nữa nhưng nó vẫn phát sáng, nếu chúng ta tin vào cái ánh sáng đó. Là một bài rất là tốt, rất là hay về mặt ý tưởng và cái hòa nhạc rất là tốt. Cái lời á mọi người, nó không có quá sâu sắc, nhưng mà cái vẫn như bình thường, Chilli vẫn là cái band mình thích nhất, tại vì cái cách của mọi người, cái cách của những người này á, chọn về cái bản phối, về cái lối kể chuyện á, bên cạnh cái sự mộc mạc, nó còn có cái sự đời nữa mọi người, của underground, và nó còn có cái sự gọi là bố đầy chất thì bố không cần phải đẹp, ok, bố đầy chất thì bố cũng không cần có gì phải ai phải nổi tiếng để mà cộng tác, và các cậu ấy cứ đi bon bon trên cái con đường của mình thôi. Mình rất là nể cái nhóm này. 10 điểm cho mọi người, 10 điểm cho bài này, và hãy xem bài này nếu như bạn đang ở trong những giờ phút tuyệt vọng nhất, hãy xem bài này nhé. Mình vẫn cảm thấy được cái trái tim mình đập rất là nhanh, có nghĩa là cái lưng xa trái tim của mình đang mở khi mà nghe cái bài này mọi người. Và nếu mà mình nghe mình cảm nhận được, thì mình tin là tất cả những bạn nghe cũng sẽ cảm nhận được cái sự lâng lâng trong tâm hồn khi nghe cái bài này. Đã có một cái bài hát trước đây nữa mà hát về rừng cây các kiểu, về cái việc là nói ra lại rất là muốn khóc, về cái việc là thiên nhiên, đất mẹ, vũ trụ thật sự rất là yêu thương con người. Chỉ có chúng ta là tự cô lập chúng ta ra khỏi những thứ đó thôi. Đây là cái bài của bạn Yuna, mình sẽ để đây nha. Xem mình cảm thấy rất là muốn khóc cho cái việc là con người có thể tàn phá thiên nhiên, đốn cây, giết thú, ô nhiễm môi trường, giết cả đồng loại, chiến tranh, tự giết lẫn nhau. Thật là ngu xuẩn như vậy, để làm cho tất cả mọi thứ rối beng hết. Trong khi, nói chung là như là con người giống như là một đứa con bất trị của vũ trụ, nhưng mà vũ trụ ở đây bao gồm cả động vật, bao gồm cả thực vật, bao gồm cả không khí, đất nước, tất cả những thứ đã diễn ra xung quanh chúng ta, và những thứ đó, những cái điều tuyệt vời đó vẫn vẫn diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, vẫn miễn phí, không hề trả phí, và chưa bao giờ dừng lại, vẫn chưa bao giờ dừng yêu thương con người. Nhưng chỉ có con người chúng ta là ngu muội, là tự bó chúng ta vào một cái khung mà chúng ta không thoát ra được.
Nếu các bạn thích bài đó thì hãy nghe bài này của Yuna nha. Mình nghe bài này xong thì mình cảm thấy hạnh phúc đầu tiên đó là vẫn còn có những người có sự yêu thương về những thứ miễn phí như vậy. Chúng ta không phải trả tiền để hít không khí mọi người. Chúng ta không phải cần phải chém giết nhau để có đồ ăn, thức uống, thậm chí là để có vải để mà dịch, cây cối dịch vải cho chúng ta mặc. Chúng ta không hề biết ơn những cái điều đó. Mình hy vọng là những cái thông điệp này nó có thể lan truyền đi thật là nhiều, thật là xa nữa, để giúp cho trong, nhất là trong thời đại mà chúng ta phải giam trong nhà này, để chúng ta suy nghĩ về việc là tại sao chúng ta lại bị giam giữ trong một cái không gian kín như vậy vì dịch corona. Đã lúc để cho các bạn có thể nhìn lại được là chúng ta nên làm gì cho chính chúng ta. Chúng ta là ai? Chúng ta muốn gì? Chúng ta có hạnh phúc không trong chính những cái pattern, trong chính những cái vòng lặp của do chúng ta tạo ra, chính những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra. Chúng ta có hạnh phúc hay không? Nếu như chúng ta không hạnh phúc thì đã đến lúc chúng ta thoát ra khỏi cái nhân vật đó rồi mọi người. Cuộc sống, như mọi người thấy đó, cái tình yêu là bất diệt. Tình yêu đây không phải là tình yêu đôi lứa mà tình yêu với tất cả mọi thứ xung quanh các bạn. Nó là sự bất diệt và nó không bao giờ có điểm dừng. Đó là cái trái tim của vũ trụ dành cho tất cả mọi người và cho tất cả muôn loài. Nên là nếu các bạn có thể nghe được vài ngày, hãy cho mình biết là đã nghe chưa và cảm thấy như thế nào ha. Cảm ơn Chilis đã đưa đến một cái bài rất là mang cái giá trị năng lượng tích cực. Cảm ơn. Mình cho 10 điểm, 10 điểm, 11 điểm, 20 điểm, 100 điểm cho cái bài này. Ok. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã nghe mình reaction về bài này. Có vẻ nó hơi tâm linh một chút xíu, nhưng mà nếu mà mai đây là cái cách cảm nhận reaction của mình, hy vọng là mọi người sẽ yêu thích. Và hãy cho mình biết là mọi người cảm nhận gì khi nghe bài này nha. Sắp tới thì chắc là mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều cái reaction nữa, tại vì có quá là nhiều MV hay ho mà. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nhớ là hãy like và subscribe channel của mình nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.